Hình ảnh có chất lượng không bà cô chú anh chị và các bạn? Em đang live stream trực tiếp tại thành phố Quảng Ngãi nha. Dạ, chia sẻ hội hoa xuân ở trên đường Phạm Văn Đồng, một trong những cái hội hoa xuân là rất là lớn ở thành phố Quảng Ngãi cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem. Hiện tại là nhà vườn á, mà cũng như là người bán á, trong chiều 30 Tết rồi. Chiều 30 Tết rồi, thấy bà con cắt, trời ơi, mai cắt hết rất là đẹp luôn, rực rỡ luôn. Tức là anh trong những cái chậu mai là đồng giá là 1 triệu, đồng giá là 1,5 triệu nha ông bà cô chú, nhưng mà khách trả xuống 800.000, các anh cắt luôn, anh không bán, mang về. Đó, đó chậu này hồi nãy anh cắt luôn, mua. Còn phía bên này nữa là ông bà cô chú anh chị và các bạn, bây giờ là xả, nói chung là bây giờ là xả, cố gắng là xả hết, chắc anh xả hết mà. Mình sẽ qua phía bên này xem cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem luôn. 800. Còn anh tự chọn cái nào chọn à? Đã đốt tát cho cuốn lượng cái đồng đó, còn lá đốt cho được một tát. Phía bên này nữa. Bên kia bên nào khách trả như thế nào? Em đi qua đi lại chia sẻ những hình ảnh này cho ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Còn đây là 800.000, đồng giá hết luôn, rất là rẻ, rất là nhiều. Còn 12 cây là 12 người lấy đúng không? Lấy cây này, lấy là mỗi người là mỗi người lấy đó. Hả? Không được, lấy là lấy hết cây luôn, không có còn đỡ cây nào cũng lo đó, còn 2 cây đó. Rồi, hả chú? Một cặp chiều ba, rồi. Tám trăm mười triệu vàng cặp chiều ba. Dạ, cảm ơn anh Richard Thái nha. Dạ, chúc anh năm mới nhiều niềm vui nha. Em đang ở thành phố Quảng Ngãi, quê hương. Dạ. Dạ, chia sẻ những hình ảnh về bông hoa cho hoa xuân đó. Bây giờ là các cô là bây giờ chốt để về quê ăn Tết rồi. Dạ. Dạ. Rồi, bạn lấy chiếc ảnh ra cây ảnh này. Chú lấy hai cây 1,3 triệu, đó, trời ơi rất rẻ, hai cái thế rất là đẹp luôn.
Tức là anh nói là bán hết luôn á thì 600. Bán hết luôn là mua luôn một loạt luôn á thì được. Chứ còn không là mua mà còn để lại thì là anh vẫn bán 800. Chú mua 2 cây 1.3 triệu kìa, trời chốt luôn. Dạ. Còn phía bên này mấy cây rất là rực rỡ luôn, đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá rực rỡ luôn. Chia sẻ giúp em nha ông bà cô chú, để cho nhiều ông bà cô chú biết là hiện tại là hoa sưng tại thành phố Quảng Ngãi, để mình ra mình mua ủng hộ bà con. Dạ. Em đang ở thành phố Quảng Ngãi, hôm nay về thành phố Quảng Ngãi chia sẻ những hình ảnh về hoa sưng. Dạ. Ngày chiều 30 Tết. Bây giờ mình còn mình không đúng không? Hay trai nữa. Ồ, hai chậu này đẹp à. Mấy chậu này cứ thế. Hiện tại là thời tiết ở Quảng Ngãi cũng như là các tỉnh miền Trung á, rất là bắt đầu se lạnh, cũng như là thời tiết mù đó ông bà cô chú. À, có mưa nha. Một triệu rưỡi, một chậu. Dạ, búp giá khác liền. Đẹp quá hả, rực rỡ luôn anh à. Quá đẹp. Dạ. Cây đồ đẹp. Dạ, cây kia nó cây kia mà nó nở mất. Dạ, nó nở uổng à, nhưng mà bông rực rỡ. Chơi được 3 ngày xuân, 3 ngày Tết. Đó, chốt được giá cho khách. Lên xe luôn. Còn quá, lên xe luôn, lên xe luôn. Ăn Tết luôn. Để tiền cốt xe ha. Lấy dây. Những chậu đào, những chậu mai rất là đẹp. Cảnh tấp nập chiều 30 Tết. Buôn bán. Đây mình đứng mình chia sẻ những cái hình ảnh những chậu mai cuối cùng của các thương lái nha. Đó, xe thì đã để chuẩn bị ngay chỗ kia, các anh để chuẩn bị đó, khi mà hết thời gian là đem đi xe liền.
Dạ. Một triệu. Chuyên ra rồi. Đó. 800. Anh trai chốt kỳ 800 đây. Đó, thế rất là đẹp nha. Sang năm chơi nữa là đẹp đó anh. Đây anh chơi để sang năm nữa mà. Dạ. Mua mà đâu đại xe thảo. Khảo bây giờ nó thẳng quá. Mình gần đây không anh? Mình ở gần đây không? Ở Bình Sơn. Dạ, ở ngoài Bình Sơn hả? Rồi. Anh ở từ Bình Sơn chạy mua vô tới thành phố Quảng Ngãi. Cách mấy chục cây số đó nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Biết ở Trung Quốc đấy. À, ngoài Trung Quốc á hả? Trời ơi. Xa thiệt á. Dạ. Dạ. Ok. Rồi chúc anh ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dứt điểm còn mấy cây nữa nè ông bà cô chú. Dứt điểm luôn. Chiều rồi. Đúng giá rồi vậy, mất ngày nào đó. Ấy. Đồng giá không anh à. Đưa đi một máy nào